Xin chào thầy cô và các bạn, chúng ta cùng đến với một video tiếp theo có một nguyên tố có số hiệu nguyên tử là 99, ký hiệu là ES. Và trong nguyên tố này thì chúng ta có 4 âm tiết và âm tiết số 2 là âm đường nhấn trọng âm. Chúng ta thấy đây là âm ai, thêm dấu sắc vào mình đọc là ái. Và phụ âm T mình bật hơi giống như như âm thờ của tiếng Việt và mình nhớ là bật hơi nhá, mình đọc là thái, thái, rất đơn giản thôi ạ. Với phụ âm S này chúng ta chưa quen thì chúng ta hay đọc là sở, sở thái, đúng không ạ? Quen rồi thì chúng ta chỉ có hơi thôi mà không có âm ở sau S nhá, chúng ta đọc là thái, thái, được không ạ? Thái, hai âm còn lại là âm không nhấn trọng âm rất dễ, mình đọc là niềm, thêm dấu huyền vào, niềm. Vậy ba âm này chúng ta đọc là thái, niềm. Mình biết là một số bạn sẽ đọc cái phụ âm S này ghép với chữ T, đọc thành âm thờ nó hơi gượng vì chúng ta chưa quen. Tiếng Việt của mình thì thường không có như vậy. Thì hãy đọc chậm, dần dần, nhanh dần thì chúng ta đừng vội, được không ạ? Thái, thái, thậm chí mình đọc là sự thái niềm, đúng không ạ? Dần dần quen thì các bạn đọc sẽ nhanh chóng, chúng ta đọc được là thái thôi ạ. Thái, ni, Stymium. Âm tiết đầu tiên là âm không nhấn trọng âm. Đây cũng là âm ai, nhưng vì đây là âm không nhấn, chúng ta đọc trong dấu huyền là ai, ai. Cô em n mình đọc là ẩn, ẩn. Thầy cô và các bạn nhé. Vậy bây giờ mình ghép lại âm ai với âm ẩn thì mình đọc ai, ai, ai. Đọc nhanh thì mình đọc là ai, ai, ai. Stymium, ai, Stymium, ai, Stymium. Chúng ta hãy đọc chậm. Như vậy không cần phải vội, đúng không ạ? Sau khi quen miệng rồi, quen hết miệng rồi thì chúng ta hãy tăng tốc độ dần dần lên. Mình đọc Einstein, Einstein, nghe giống như là Einstein, đúng không ạ? À, thực tế là chúng ta đang đọc chính xác và khi mà chúng ta đọc thì nghe cái cảm giác giống như bình thường mình đọc tiếng Việt là Einstein đấy. Nhưng mà chúng ta hãy đọc là Einstein nhé. Einstein, Einstein. Thầy cô và các bạn hãy luyện tập thật kỹ với những âm này và đọc thật chậm thôi, từng bước một. Chắc chắn là chúng ta sẽ tự tin đọc và nói. Xin chào và chúng ta sẽ gặp lại ở video tiếp theo.